Đây là bầy cá đông kỷ lục trong lịch sử 3 năm nuôi cá beta của mình đây các bạn. Một cái bầy cá có thể nói là đông hơn cả quân Nguyên luôn, số lượng rất là khủng khiếp. Cái này là không thể đếm được các bạn, mình nghĩ hàng ngàn con có luôn nè. Trước giờ mình chưa bao giờ tin có một cái bầy cá có thể đạt đến con số là 500-700 con, nhưng với cái bầy này thì mình có thể tự tin mà nói nó là khoảng 1.000 con có này các bạn. Điều quan trọng hơn mình muốn chia sẻ với các bạn không phải là cái cách ép cá hay là cái bầy cá này nó đông như thế nào, mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là con cá màu trắng mà các bạn thấy ở đây nè. Đấy, rất rõ nha các bạn, con cá này nè. Đó là một con cá rô đó các bạn, nó không phải là cá beta bột đâu. Chỉ mới sau một ngày mình cho ăn bo bo, bầy cá này bơi ngang ngày hôm qua thôi. Thực ra hôm nay mới là ngày bơi ngang này, hôm qua là mình dỡ nó ra sớm rồi mình thấy nó khỏe luôn rồi, chứ không đúng ra ngày hôm nay mới là ngày bơi ngang. Và mình đã cho ăn bo bo mới ngày hôm qua thôi, rồi hôm nay mình đã thấy một cái con cá như thế này. Đây, nó con cá trắng trắng đây. Nó chính là một con cá rô đó các bạn, không phải là một con cá beta bình thường đâu. Bởi vì sau một ngày thì không thể nào mà có cái sự chênh lệch về kích thước như thế này. Các bạn vẫn còn thấy bo bo vẫn còn sống ở đây. Đó chính là một con cá rô đó các bạn. Đó là cái con lớn nhất trong bầy cá này. Và đương nhiên một con cá beta bột không thể nào mà lớn với cái tốc độ mà thần kỳ như thế này. Đó, các bạn nhìn rõ nó đi. Ngay cả con cá trống cũng không thể nhận ra con cá rô này được các bạn. Nếu như con cá trống nó nhận ra con cá rô này thì nó đã xử con cá rô này rồi. Con cá trống này nó cũng đang bị một cái sự nhầm lẫn, nó cứ nghĩ là con cá rô đó là con của nó đó các bạn. Với kinh nghiệm của mình thì con cá này là một con cá rô chính xác, không thể nào nói khác hơn được các bạn. Nó lớn gấp coi. Các bạn nhìn rõ là nó lớn có thể nói là gấp 2 hoặc là gấp 3 lần những cái con cá beta bột. Lẫn vô cái ổ bọt nó tiêu rồi. Đây, nó đây. Và các bạn có biết cái nguyên nhân vì sao mà con cá rô này nó lớn với cái tốc độ thần kỳ như vậy không? Suy nghĩ thử nha. Mình mới vừa nghĩ ra thôi các bạn. Thật ra con cá rô này không phải là nó được nở ra từ cái số bo bo mình mới cho vô hôm qua đâu. Mà lý do là khi mình thả ép, mình đã cho cá trống và cá máy nó ăn bo bo đó các bạn. Và cái số bo bo mà mình cho cá trống cá máy ăn nó đã chuyển cái trứng của con cá rô này vô hồ ép của mình các bạn. Và sau khi cá beta bột của mình nó nở ra thì là con cá rô này nó đã nở trước rồi, cho nên là nó mới lớn hơn, chứ không có cái chuyện là mới hôm qua mình cho ăn bo bo mà cá rô nó mới nở ngày hôm qua đến hôm nay có một ngày mà nó lớn như thế này đâu các bạn. Không thể có gì nó được 100% luôn các bạn, mình khẳng định với các bạn như vậy luôn. Và con cá này không phải là một con cá beta, nó là một con cá rô chính hiệu luôn. Bầy cá này có hàng ngàn con cá mà, đây có thể nói một hàng ngàn con. Các bạn có thấy có cái con nào mà nổi bật như nó đâu? Hoàn toàn không có luôn. Phải chịu khó quan sát các bạn, chịu khó quan sát và phải có kinh nghiệm nữa thì mới nhận ra những cái con cá rô này, chứ bình thường thì các bạn không thể nào có thể nhận ra những cái con cá rô trong cái bầy cá như thế này đâu. Đấy. Đó, nếu các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy nó nổi bật lên rõ ràng luôn. Đấy. Và đặc điểm của những con cá rô nè, hai con mắt nó rất là to luôn,
Mặc dù là những cái con cá beta bột cũng vậy thôi, nhưng mà con cá rô thì cái con mắt nó lòi hẳn ra. Thực ra cái này là kinh nghiệm thôi các bạn, kinh nghiệm thôi chứ còn không có kinh nghiệm thì bó tay thôi. Mình thì quá quen với cá rô rồi.